các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Royal Enfield Scream 411 2023 chính thức ra mắt với nhiều điểm hấp dẫn cho dân đi phượt. Royal Enfield Scream 411 2023 mang trên mình phong cách vượt hành trình, đem lại khả năng chạy đa địa hình tốt cho cả đường phố lẫn cuốn hút những cái tay lái hoàn toàn mới cũng như những tay lái có nhiều kinh nghiệm đi mô tô. Royal Enfield là một trong thương hiệu hàng đầu toàn cầu phân khúc mô tô tầm trung, trải dài cái phân khối là từ 250 đến 750cc. Khi vừa chính thức tung ra một cái ấn phẩm hoàn toàn mới là Scream 411 2023 tại thị trường Bắc Mỹ. Cái mẫu xe này mang cho mình phong cách là vượt đường trường. Đây là một mẫu xe đáp ứng được đầy đủ những cái dòng xe chạy đa địa hình cổ điển, kết nạp cái phong cách đi vượt ADB đầu tiên đến từ Royal Enfield. Scream 411 đã được thiết kế dựa trên cái dòng mô tô nổi tiếng Himalayan, đem đến một cái nền tảng hiện đại, chạy tốt cả đường đô thị lẫn duy trì được cái chất xe chạy biệt giả. Bộ phận cứng cáp của Royal Enfield là một cái bộ động cơ xanh đơn, dung tích là 411cc, cùng với một hệ thống cung gầm hiệu suất cao. Chiếc xe kết nạp khả năng chạy linh hoạt trên đường phố và khả năng vượt cái chướng ngại vật trên những cái cung đường địa hình. Cái vành bánh trước là cỡ 19 inch, rất đặc trưng cho Scream 411 2023. Thiết kế bánh trước yên ngồi đơn khối giúp cho cái chiếc Scream 411 đạt được cái công khái học rất là tốt, đem đến vị trí ngồi lái thoải mái và khả năng tiếp đất cũng dễ dàng hơn. Scream 411 2023 còn có một cái tấm bảo vệ động cơ rất đặc trưng, một cái kính gió trước thanh bảo vệ chân, thanh tay bệnh phía sau rất đặc trưng một cái dòng đi vượt hành trình. Trong khi hệ thống chèo với cái phục trước cỡ là 41m đi cùng cái giảm sóc liên kết ở phía sau, cái độ sáng gầm là cực kỳ tốt, đem lại cái năng vượt những cái chướng gồ ghề dễ dàng hơn. Về mặt tổng thể, rõ ràng Royal Enfield Scream 411 2023 là một cái dòng mô tô đa chức năng. Một khi nâng bánh, cái mẫu xe này có thể giúp những tài lái khám phá được những cái vùng đồng quê hay chạy xuống những cái thị trấn ven biển. Cái mẫu Scream 411 2023 cũng sẵn sàng chào đón những tài lái mới hay những tài lái đã có nhiều kinh nghiệm trong những cái chuyến khám phá thiên nhiên. Cái chiếc Scream 411 2023 có tất cả tổng cộng là 7 màu sắc cho khách hàng dễ dàng lựa chọn. Xe có sẵn thị trường Bắc Mỹ vào đầu tháng 9 năm 2023. Với mức giá bán cơ điểm rơi về khoảng là 5.100 USD, đó đã tiền bị tương đương cũng gần 120 triệu Việt Nam đồng. Thấp hơn phiên bản là Himalayan tới là 200 USD, tương đương khoảng là 4.650.000 đồng. Và sau đây là vài thông số kỹ thuật của chiếc Royal Enfield Scream 411 2023. Cái động cơ xanh đơn dung tích là 411cc, 4 thì SOC 2 van làm mát bằng dầu và không khí. Đường kính hành trình piston là 78 x 86mm. Cái tỷ số nén là 9.5:1. Cái công suất ở đây là 24.3 mã lực, ở ngưỡng tua máy 6.500 vòng/phút. Trong khi moment sánh cực đại là 32 Nm tại ngưỡng vòng tua máy từ 4.000 đến 4.500 vòng/phút. Hộp số còn tài 5 cấp, phun xăng FE, khởi động đầy điện. Cái phục treo trước là phục ống lòng với cái đường kính 41mm, trong khi treo sau là giảm sóc đơn liên kết. Lớp trước đến từ Swiss 110/90-19 inch, lớp sau cũng là Swiss 120/90-17 inch. Cái phanh trước là phanh đĩa với đường kính là 300mm, 2 piston. Cái phanh sau phanh đĩa 240mm với piston đơn. Phanh ABS 2 kinh được trang bị. Chiều dài cơ sở 1.455mm, trong khi cái khoảng sáng gầm là 200mm. Chiều dài tổng thể 2.160mm. Cái độ chiều rộng là 840m. Cái chiều cao yên ngồi là 795mm. Bình xăng dung tích 15 lít. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hãy để chi tiết nhấn like, subscribe.